Thì mọi người thấy đây này, đây. Thì thông thường mình thấy bộ rễ trắng không? Đó. Thì cái slogan của Sito for Farmer đó là gì? Nước chảy đến đâu là rễ ra đến đó. Đấy. Nhưng mọi người thấy là đối với những cái vườn á mà đang lớn như thế này thì cái rễ thường thường nó sẽ tập trung ngay chỗ cái ghim nhỏ giọt, nhưng mà nó sẽ không trắng. À, và khi For Farmer được sự đưa vào cùng với hệ thống tưới thì mọi người thấy là rễ trắng tinh đó. Và không những không những giải quyết được cái bài toán là cải thiện khả năng hấp thu lân của cây, mà nó còn giải quyết được cái các vấn đề đau đầu của các nhà vườn, đó là hệ thống tưới nó bị nghẹt đó. Thì sau khi mình sử dụng For Farmer thì rất là dễ thấy là những cái ghim này nó sẽ được vệ sinh, vệ sinh rất là sạch sẽ ha. Đó, nhờ cái cơ chế là bóc tách ion ra và làm mềm những cái chất mà nó ở cái trạng thái kết tủa đó. Như mọi người thấy này, lâm hút này, rễ đến nước chảy đến đâu là rễ đến đó ha. Đó, thì để cho mọi người có thể quan sát cái hiện tượng này, nó cái hiệu quả của sản phẩm Sito For Farmer nó được rõ hơn, thì là mình sẽ ghé qua một cái khu vực mà người ta họ tái sử dụng giá thể đó. Thì cùng trồng đợt với cái lô này thì còn một lô nữa mà người ta không sử dụng giá thể mới, mà người ta sử dụng cái giá thể đã qua một vụ rồi. Nào, mình cùng đi ha. Ok, thì đây là một cái vườn ớt mà người ta họ đã tái sử dụng lại cái giá thể. À, thì như mọi người thấy rằng là cái việc mà tái sử dụng lại cá thể thì cái bộ rễ của nó sẽ phát triển kém, và nó đã xảy ra những cái sự cố như là, như mọi người thấy này, nó lá nó nhỏ, nó mo do quá trình mà rễ nó kém, nó không có hấp thu được phân đó. Thì khi mà mình sử dụng cái For Farmer vô thì bộ rễ nó được tái sinh và cái đọt của nó được phát triển trở lại ha. Rất là mở màng luôn. Đó. Rồi. Ok. Và mình sẽ khai quật ha. Mình sẽ khai quật cái bộ rễ ra để cho mọi người xem thử là nó như thế nào. Ok nghe. Đây. Đó. Thì đây là cái giá thể cũ. À, nó khác với lại cái giá thể mới hồi nãy. Ok. Thì chị chủ vườn chị có để sẵn một cái bao đã rạch sẵn để mình thường xuyên kiểm tra thử cái bộ rễ. Đó. Rất tiếc là mình quên dặn chỉ để một cái bịch làm đấu trứng. Đó. Thì đây, mọi người có thể thấy là quay lại chỗ cái vị trí mà cái que nhỏ giọt nó nhỏ xuống này. À, đó là cái For Farmer nó nhỏ đến đâu thì rễ nó sẽ ra. Nó sẽ ra đến đó này. Đó. Và cái dấu hiệu mà sau 5 ngày sử dụng đó là anh chủ vườn ảnh cảm thấy rõ ràng, đó là cái đọt nó mở ra. À, cái đọt nó mở ra. Đó, và nó xuất hiện những cái hệ rễ mới. Đó. Đó. Và cái quan trọng nhất của cái rễ đó là cái đầu rễ. Cái nơi mà thẩm thấu canxi đó. Này. Đó là nó xuất hiện nhiều lên. Đó. Ok. Ừ, mình thấy ha, rễ trắng tinh. Đây là giá thể cũ nha anh em nha. Đó, giá thể cũ. Rồi. Thì kết luận lại một cái vấn đề ha. Kết luận lại cái vấn đề là để cho cái đảm bảo ha, đảm bảo cái quá trình hấp thu dinh dưỡng được như ý muốn á, thì mình cần có một cái bộ rễ khỏe. Và cái For Farmer chính là một cái giải pháp để cho anh chị em có thể quan tâm và đặt nó vào ở trong cái chương trình phân đó. Về Tâm xin giới thiệu về cái phương pháp mà mình sử dụng cái sản phẩm này. Thì đối với một phi 200 lít thông thường thì mình sẽ cho vào trong đó tổng thể các loại phân là nó khoảng từ 25 cho tới 30 kg đó. Thì mình sẽ dùng từ 1 cho tới 2 lít For Farmer extra vào thêm. Đó, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề về lân, giải quyết bộ rễ, cũng như là vệ sinh cái hệ thống tưới nó luôn luôn sạch sẽ, đảm bảo là cung cấp nước đồng đều.
mọi chi tiết quý vị vui lòng là theo dõi cho cái fanpage của Funo Farm. Funo Farm, vui lòng nhấn like và share để cho những cái anh em làm vườn khác được biết cái sản phẩm để mà mình sử dụng cho vườn của mình.